Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, cố gia chi khuyển tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023. Gặp những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để chuyển thời, đổi vận, nắm bắt được vận may để đổi đời, chuyển mình và trở nên giàu có, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác, anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam nữ mạng. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh đại hải thủy, nước biển lớn, xương con chó, tướng tinh con chim chỉ, cuộc đời được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công nhưng không bền chí, đa số có sở trường về kinh tế tài chính ngân hàng. Sớm ra gia đình từ thuở trẻ nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Người tuổi Nhâm Tuất có thủy nạn trong đời, vì vậy họ phải cẩn thận khi gần sông nước. Nếu có sông sâu sóng lớn, giếng nước thì chớ có khinh suất, bất cẩn mà có thể thiệt thân. Sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Những người tuổi Nhâm Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Người sinh năm Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh ban đêm thích khiêu khích hơn những người sinh ban ngày, rất dễ xung đột với người khác. Những người sinh bất cứ mùa nào trong năm, Nhâm Tuất đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc. Nhâm Tuất bộ thủy, Nhâm Tuất thuộc hành thổ, nên Nhâm Tuất 1982 gọi là thủy mang phù sa, có trụ hình là nước đục cửa biển chứ không phải là biển lớn. Nước đục nghĩa là người tuổi Nhâm Tuất luôn đứng giữa chính và tà, nhưng không đồng thời có vận quý nhân, Nhâm Tuất mệnh thủy không khô khan như Nhâm Tuất mệnh thổ. Họ lãng mạn và khá thú vị, một số người lại thiếu tính độc lập tự chủ, bản chất là người trung thủy, trung thành, thực chất Nhâm Tuất có sức lôi cuốn mạnh mẽ với những người khác giới. Để tán tỉnh một cô gái, tuổi Nhâm Tuất điều mà bạn cần phải làm là chậm rãi và nhẹ nhàng tiến tới, chứ đừng quá chủ động khi cô ấy thấy bạn là một người điềm tĩnh, đáng tin tưởng, họ mới an tâm mà gửi gắm bản thân. Người Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng là người yêu thích tự do, họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc. Họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng, ngoài công việc hàng ngày họ thích tham gia những hoạt động tập thể và đi chơi xa. Bản mệnh Nhâm Tuất là người có đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi, đam mưu túc trí nên thường được giữ các chức vị cao, được cấp trên coi trọng. Họ là những người yêu tự nhiên nên họ thích cuộc sống tự do bay nhảy, không có sự ràng buộc ép buộc trong một khuôn khổ nào cả. Những người mệnh này, họ luôn đòi hỏi nhiều điều mới, điều sáng tạo, những ý kiến mới để xây dựng một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ cho người khác, cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần nên rất được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Những hoạt động trong cuộc sống hay công việc đều có sự hiện diện của người thân và bạn bè. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2023 cho thấy, với Nhâm Tuất mà nói, 3 tháng cuối năm 2023 là thời gian bình thường cũng tốt lành, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Nhờ tam hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm có nhiều tinh soi chiếu, công việc dù gặp phải khó khăn nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh. Về đường công danh, tài lộc của đương số 3 tháng cuối năm nay khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 6, 9, 10 âm lịch, thu được tài khí của lưu niên quý mão. Mà tiền bạc hanh thông, dù làm công ăn lương hay tự thân làm chủ, đều có được dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Tình duyên gia đạo tuy nảy sinh khá nhiều bất cập, nhưng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa nhỏ.
Đào hoa nam vượng hơn nam, nhưng đa phần là đào hoa sát, thu hút các mối quan hệ không chất lượng, khó tiến tới hạnh phúc. Nữ mạng yêu đương gặp phải chuyện buồn, chưa thể tiến vào trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn. Sức khỏe tuy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng do nhiều hung tinh chiếu mà khó tránh tai nạn bất ngờ về xe cộ hoặc đường sông nước, có động chạm dao kéo, người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Xem tử vi người Nhâm Tuất 1982 trong tháng 10, 11 và 12 âm lịch trên các phương diện như sau. Về mặt sự nghiệp, so với tử vi Nhâm Tuất 2023 hồi đầu năm, thời gian này làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp vốn đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại, nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có các dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào cuối năm này. Người làm kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc tới việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng. Tỷ lệ thành công sẽ cao, với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều, tử vi Nhâm Tuất vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở. Tiểu nhân hãm hại hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về mặt tài lộc, theo tử vi Nhâm Tuất 3 tháng cuối năm 2023, với sự hỗ trợ của các cục tam hợp, tài lộc trong năm khá tốt, nhất là những người sinh vào các tháng 6, 9, 10, âm lịch nhận được tài khí vượng, tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Năm có thực thần xuất hiện, đương số không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có điều các thần này cũng kích hoạt mảnh ham muốn cá nhân, Nhâm Tuất có xu hướng thích hưởng thụ hơn, theo đó chi tiêu tiền bạc trong năm cũng rất lớn. Nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng tiền núi kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch, hết sức lưu ý vấn đề này. Về tình cảm, gia đạo, sách cục diện tử vi năm 2023 thì thấy rằng phương diện tình cảm gia đạo của Nhâm Tuất khá ổn, không nảy sinh sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly, đổ vỡ. Trong năm vận đào hoa nam giới vượng hơn nữ giới, nhưng đa phần là đào hoa xấu, có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn. Nếu không thoát được sự cám dỗ tửu sắc, e rằng hạnh phúc gia đình sẽ bị đe dọa. Nữ mệnh Nhâm Tuất dễ hút đào hoa xấu, trong gia đình vốn đã có chuyện buồn hoặc là xung đột từ trước, nay lại càng thêm rắc rối, u sầu, cần đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt cả tình và tiền. Về mặt sức khỏe, đa phần Nhâm Tuất đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2023, có điều đương số sinh xuất cho lưu niên, lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh những lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức, lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa. Để giải tỏa hung tinh, bạch hổ và phi liêm đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cổ hoặc sông nước, người tuổi Nhâm Tuất cần hết sức cảnh giác, người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả, chú ý vấn đề đi lại, dễ bị té ngã, chảy máu, tổn thương chân tay hoặc là vùng đầu. Riêng với Nhâm Tuất 1982, nên tiếp xúc nhiều với thiên nhiên hơn là giam mình một chỗ, làm như vậy vừa giúp giải tỏa tinh thần vừa tốt cho vấn đề xương khớp và huyết áp. Tiếp theo đây là vận trình tử vi từng tháng và cẩm năng vượng vận dành riêng cho Nhâm Tuất 1982 trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 Nhâm Tuất âm lịch chỉ ra rằng bạn đang trải qua giai đoạn may mắn nhất trong năm. Do đó hãy tận hưởng từng giây phút này một cách trọn vẹn nhất, nhưng cũng đừng quên để ra những kế hoạch hành động tiếp theo. Quan đới ghé thăm, mang lại tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập tự chủ cho con giáp tuổi Nhâm Tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác. Theo tử vi tháng này có thể thấy, bạn có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có cứu hài hước, nhớ thế mà có quan hệ rộng rãi, việc này rất tốt cho làm ăn kinh doanh của bạn.
Trong tháng này, chính ấn tương trợ cho các dự án mà con giáp tuổi Nhâm Tuất tham gia được giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có những việc bạn lường trước là rất khó khăn, thì bỗng trở nên dịu dàng đến kỳ lạ, tháng mới xuất hiện một đối tác phù hợp cho các dự án của mình, nhưng bạn cần phải thật sáng suốt. Trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai, hãy đảm bảo rằng bạn đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tinh rất tốt cho mệnh chủ là nam giới, để công việc của họ trở nên hanh thông thuận lợi hơn, ngay lúc này bạn cảm thấy thành công nhất, thì cũng là lúc bạn nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo, với mục tiêu cao hơn, để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động. Việc này rất cần thiết để nó có thể kéo dài ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Tử vi cho biết, bản mệnh thường có những quy định sáng suốt liên quan tới tài chính trong tháng này, đó là lý do không ít người tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh. Các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày, kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả, khổ cực mà bạn đã bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì lối sống tiết kiệm trong thời gian dài thì lúc này đã có thể tự mua món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi nhé. Tháng mới cho thấy, bát bạch bay về hướng chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công, khiến cho nhiều người có thể ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải là thành công sau một đêm, mà đó là tất cả những gì của một năm đã qua. Ngoài ra, thời gian này bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đi nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tài sản của bạn nhưng lại có tác dụng nhân đôi nhân ba niềm vui đấy. Nguyệt lệnh quan đới khiến cho tuổi Nhâm Tuất sống cảm xúc hơn, bạn nhạy cảm hơn, hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Việc này không tốt cho những cặp mới yêu vì càng gây ra những hiểu nhầm không đáng có. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại được những tình cảm giữa bạn và người ấy. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ về ý định và cả hướng đi trong tương lai của cả hai người. Bên cạnh đó, thì đây cũng là thời điểm để con giáp tuổi Nhâm Tuất kết nối lại với những mối quan hệ cũ. Hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc là một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Thế nhưng ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm. Khi có những người xa đà với mối quan hệ với những người không lành mạnh, bạn rơi vào tình huống bỏ thì thương vương thì tội, bạn cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt nếu không muốn rắc rối ngày càng gia tăng. Thời gian này cũng là lúc thời tiết đã lạnh hơn, mạch máu khó thông suốt, dễ gây ra tình trạng đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Sau đó nếu tập luyện, bạn cũng nên ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, không nên quá gắng sức. Ngoài ra, nên lưu ý cả việc chọn trang phục khi đi làm vì thời tiết này thay đổi nóng lạnh khó lường. Nên mặc đồ nhiều lớp để dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể. Với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để rượu chè, điều không nên một chút nào, lúc này thì bạn nên đành dành thời gian cho bản thân. Ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc là xem một bộ phim yêu thích để giải tỏa căng thẳng. Khi kết thúc một ngày dài, bạn có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ vào giấc ngủ hơn. Cẩm nang vượng vận tháng, quý nhân, dậu, mùi, tiểu nhân, tỵ, mão, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số may mắn, 90, 65, 22. Vận trình tử vi tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch tuổi Nhâm Tuất dự báo, bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thì đây là cơ hội của bạn rồi đấy nhé. Ngũ hành tương sinh, hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho con giáp tuổi Tuất vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Nhưng hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu, việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến cho bạn trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Tỷ Thiên nhắc nhở bạn, được đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, điều này nằm ngoài khả năng của bạn, trong mọi việc bạn có thể đưa ra ý kiến. Nhưng đừng quên tham vọng rằng, ai cũng phải lắng nghe và làm theo, dù sao thì họ cũng đang tham khảo ý kiến, quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, thì không ít người ghen tị với thành công của bạn, nên bắt đầu đặt điều nói xấu, thậm chí là xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ, nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó. Người tuổi Nhâm Tuất hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế nhé. Tả phù giúp đỡ chống đỡ lại các hung tinh, nên vận trình tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn, mà còn dư giả với các kế hoạch tiết kiệm, đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của người tuổi Nhâm Tuất trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Cửu tử bay về phương Đông Bắc, hứa hẹn mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Sự thật là con giáp tuổi Nhâm Tuất rất chăm chỉ trong việc tìm kiếm thu nhập,
Mới trong suốt những năm vừa qua và đây bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt hơn cho mình. Nhớ biết rút kinh nghiệm và bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Có thể nói thời điểm của bạn đã thực sự tới, do đó thì hãy tận dụng nó thật là hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nhân sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học thêm cả về quản lý để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc. Cuộc sống đã ổn định hơn, giúp bạn có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút cho vẻ bề ngoài hơn, khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn quá cũ rồi. Bây giờ cần tốt cả hai, biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia đấy. Những cặp đôi trong tháng này nên gia tăng thời gian gặp gỡ, gần gũi với người thân vì đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm đôi lứa cũng như người nhà của cả hai. Càng trưởng thành bạn sẽ càng nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu. Nếu bản mệnh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh thì tháng mới sẽ gửi nhiều tín hiệu giúp bạn buông bỏ nó. Đôi khi không phải là họ tốt hay xấu mà chỉ là tình cảm đã không còn được như trước đây nữa rồi. Người tuổi Nhâm Tuất nhớ rằng điều quan trọng là đừng cảm thấy quá áy náy vì quyết định của mình, chỉ là cả hai bạn đã quá khác xa, quan điểm ở nhiều mặt trong cuộc sống. Việc dừng lại không có gì đáng sợ, quan trọng là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình trong tương lai, nhờ vào việc biết buông bỏ hiện tại đúng cách và đúng lúc. Thiên Cầu Hung Tinh dự báo về mối quan hệ liên quan đến thị phi không chỉ khiến con giáp tuổi Tuất mất ngủ để xử lý, mà việc này còn gây hại cho sức khỏe. Tháng 11 âm lịch khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lỏng, tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Tử vi tháng cho thấy, vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn càng cảm thấy say mê và sẽ dễ bị cuốn theo đó. Thế nên tháng này nhắc nhở con giáp tuổi Nhâm Tuất nên dành thêm thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi. Sau những ngày bận rộn ở trong tuần, nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng, như thế thì đảm bảo đầu óc sẽ tỉnh táo, cơ thể sẽ khỏe mạnh để duy trì phong độ của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cẩm nang vượng vận tháng, quý nhân, dậu, mùi, tiểu nhân, tỵ, mão, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số may mắn 22, 08, 69. Vận trình tử vi tháng 12 âm lịch. Xem tử vi năm 2023 tháng mới hứa hẹn, có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Nhâm Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động chăm chỉ nhiệt tình của bản mệnh, tháng mới của con giáp tuổi Nhâm Tuất rất nhiều năng lượng nhờ điều đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định, thêm vào đó con cái học tập có sự tiến bộ hoặc là gặp may mắn trong học hỏi, thi cử, giúp cho bản mệnh cảm thấy rất an tâm vui vẻ. Hẳn bạn sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân, tuy nhiên nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc. Các kỹ năng, khả năng của bạn sẽ hỗ trợ giúp cho bạn giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám từ nhiều tháng nay hoặc giúp cho bản thân rũ bỏ những định kiến. Thế nhưng điểm yếu của con giáp tuổi Nhâm Tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa là khi không thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn, nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Cơ hội xuất hiện rất nhiều, khi có thiên tài ghé thăm, tuổi Nhâm Tuất trong tháng này vì thế đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa. Bạn phải chủ động tháo vắt lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc, càng làm ăn và kinh doanh bạn lại càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì. Vì thế hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình, nhất là với những ai bạn đã giúp đỡ bằng tiền bạc, thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không cho ai không ai cái gì đâu. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục giấy tờ quan trọng. Đừng xem thường những vấn đề pháp lý, vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó để gia tăng, nên nếu ai đó giúp đỡ hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày, vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời được như lần này đâu, cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước. Việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn để phòng cho những khi khó khăn là vô cùng quan trọng, do đó bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Xem tử vi tháng chạp cho thấy, tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Nhâm Tuất. Những cặp đôi từng giận hờn,
thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay khi đã bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm, tuy nhiên trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương, nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc là hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Nhìn chung thì chỉ có phương diện sức khỏe là một vấn đề rất đáng lưu tâm trong thời gian này đấy. Con giáp tuổi Nhâm Tuất nhé, vì thế đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí là phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu mà phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa ngủ đủ giấc thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Thất xích bay về phương Tây Nam khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do đó thì bản mệnh nên lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Cẩm nang vượng vận tháng, quý nhân, dần, mão, tiểu nhân, tỵ, thìn, màu sắc may mắn, nâu, xanh, con số may mắn, 09, 48, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người xưa có câu nói rằng con người ta khi đang hớn hở đắc ý hoặc khi đang trên đỉnh cao, cần biết cách cúi đầu, ghi nhớ cái cúi đầu để làm một người cẩn thận, khiêm tốn hành xử, không sơ suất cầu thả. Còn khi bản thân đang lâm vào nghịch cảnh hoặc là khó khăn thất bại, điều cần thiết nhất là hãy can đảm dũng khí để ngẩng cao đầu, là một người có khí phách kiên trường và bất khuất. Trong cuộc sống, những khó khăn ngoài kia cũng giống như cái cửa, không phải mỗi cánh cửa đều vừa với cơ thể và chiều cao của tất cả mọi người, có cánh cửa thấp hơn, cũng có cánh cửa chật hơn. Bậc trí giả là một người hiểu được phải khom lưng khi đi qua, còn người cố chấp thì thường đụng đầu, tự gây tổn thương cho chính mình. Đây chính là một cách ví von nôm na cho dễ hiểu, nhưng lại hình dung ra chuẩn xác về trí tuệ của người học cách cúi đầu. Muốn đứng trên thiên hạ phải luôn nhớ cách cúi đầu, cũng giống như học trò thời xưa khi nhập học phải khấu đầu bái thầy. Tín đầu Phật giáo tới đình tới chùa, phải làm lễ bái, cho dù giữa bạn bè thân thiết với nhau cũng phải học cúi đầu, biết khiêm tốn và tôn trọng lẫn nhau. Sống trên đời không hề dễ dàng, dù là ngọt bùi hay cay đắng, bi quan hạnh phúc, hợp tan chia ly, chúng ta vẫn phải sống cho thật tốt, sống cuộc đời mà mình mong, và làm những việc mà mình mong muốn, thay vì lấy lòng của người khác, sống chỉ để nhìn sắc mặt của người khác, không bằng làm chính bản thân mình vui vẻ. Nếu cúi đầu có thể biến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tránh được nhiều điều rắc rối, thì tại sao lại không cúi đầu? Cho nên người biết cách cúi đầu đúng thời điểm và ngẩng đầu đúng nơi mới được coi là người thông tuệ. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.